Và bây giờ, thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một người ca sĩ và một giọng hát mà có lẽ không cần phải nói nhiều, nhưng mà rất là vui và hãnh diện ngày hôm nay cô có thân mẫu đến tận nơi để dự kiến. Chúng tôi cũng xin giới thiệu quý vị, thân mẫu của cô chính là nữ ca sĩ Thái Thanh. Và con gái của nữ ca sĩ Thái Thanh là nữ ca sĩ Thái Lan. À, chúng tôi xin lỗi, nữ ca sĩ Ý Lan. Ý Lan xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta mỗi một người đến đây ngày hôm nay mang trong mình biết bao nhiêu là kỷ niệm của đời sống trước năm 1975, của những hình ảnh của những chiến binh Việt Nam đã sống, đã hy sinh, và cho đến giờ phút này chúng ta được một đời sống yên ổn ở quê người, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên công ơn này. Một lần nữa xin cho Ý Lan được nối tiếp tiếng hát của mình để nói lên tấm lòng tạ ơn đến với các anh, các chú, các bác. Chúng tôi có bé Kathleen đi lạc 5 tuổi, mẹ tên Macy, bố tên Hải. Mẹ và bố đi chơi cảm ở đâu? Mẹ. Qua nhận bé cảm Kathleen về gấp. Và bây giờ bài hát đầu tiên, Ý Lan đã được yêu cầu ngay khi Ý Lan mới bước vào cổng sắt của sân trường ngày hôm nay, là quý vị muốn Ý Lan hát bài Mình ơi. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mình ơi của Diệu Hương. Cảm ơn. Đôi chim là chim diêu dịt nở trên cành. Em yêu là yêu tiếng gọi của là mình. Oh.
Chắc có lẽ là cái người phụ nữ Việt Nam này phải hơi giữ giữ một chút quý vị mới chịu trả lời. Mình ơi. Ừ. Chờ mình mà mình đi mô mà mình đi miết sữa không về chứ rửa để em mà rửa để em chẳng có ai nằm kề một bên. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin quý vị cứ kéo dài cái tràng pháo tay này để chúng ta cảm ơn ban nhạc The Moonflowers và anh Trung Nghĩa, mười ngón tay vàng. À, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có một cái giải. Thưa quý khán giả, bên cạnh chúng tôi là Ý Lan. Và Ý Lan vừa trình diễn ở trên sân khấu, đóng góp cái khả tài năng của mình trong cái công cuộc một cứu trợ thương phế binh. Đây không phải là lần đầu tiên Ý Lan hát giúp thương phế binh, có phải không ạ? Thì cảm tưởng của Ý Lan ngày hôm nay là sao? Thưa, không phải là lần đầu tiên hát giúp thương phế binh, nhưng lần đầu tiên với chương trình Cảm ơn Anh. Tại vì năm ngoái chương trình Cảm ơn Anh có mời Ý Lan, nhưng Ý Lan bị kẹt, đã lỡ nhận show chỗ khác cho nên không từ bỏ được. Nhưng mà Ý Lan đã hứa với Asia, với anh Nam Lộc là không thể nào thiếu vắng lần thứ hai mà Ý Lan không thể có mặt được. Cho nên hôm nay Ý Lan đến đóng góp với lại tất cả anh chị em nghệ sĩ, với tất cả quý đồng bào của chúng ta. Chúng ta sống ở quê người, có được một đời sống tạm ổn, bình an, hạnh phúc, thì chúng ta không thể nào quên được tất cả các anh chiến binh đã bỏ mình cho quê hương, đã bỏ mình qua những trận chiến để ngày hôm nay chúng ta có sự yên ấm ở nơi này. Tuy là không ở quê hương chúng ta, nhưng hàng ngày, hàng đêm chúng ta luôn luôn nhắc nhớ các anh ở bên kia sống rất là vất vưởng, tội nghiệp lắm. Cho nên nếu quý vị nghe tiếng nói của Ý Lan cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ cùng với ban tổ chức, xin hãy cùng đóng góp một bàn tay để chúng ta an ủi những tấm lòng lạnh giá đó, biết rằng là chúng ta tuy xa xôi nhưng luôn luôn nhớ và thương, cầu nguyện cho các anh được mọi sự bình yên, phải có cơm ăn áo mặc thì mới yên được. Và cái đặc biệt nữa là Ý Lan cũng xin quý vị ngay trong giây phút này hãy gọi vào để chúng ta có thể đóng góp qua telephone. Quý vị có thể cho tiền, quý vị có thể cho bằng cách là credit card của quý vị, hay là gửi check về cho chúng tôi. Ý Lan sẽ ngồi nghe tại đây để lắng nghe tất cả những cú điện thoại đó của quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, số điện thoại quý vị gọi vô là 1888
0939-8247. Xin quý vị gọi vào trở lại sân khấu với lại Doanh Doanh thưa quý vị.